Hello, xin chào tất cả các bạn. Rất vui mừng gặp lại tất cả các bạn trong video khui hộp và cảm nhận mùi hương của Lee's Perfume. Và mình là Lĩnh. Vẫn như tất cả các video khác thì ngày hôm nay Lĩnh vẫn đem đến cho tất cả các bạn những mùi hương cực kỳ là chất lượng và cực kỳ là bám tỏa tốt. Trong những video trước thì Lĩnh hay nói đến những mùi hương giống như là cũ nhất hay là mới nhất hay là những phiên bản rất là đặc biệt, những dòng limited. Và các bạn có biết không, trong cái thời gian mà vừa qua đó, khi mà Lĩnh cho ra mắt một vài video đấy thì có rất là, tuy là cái lượt view không cao nhưng mà vẫn có những cái bạn, tất cả những anh chị các bạn và inbox vào hỏi Lĩnh là anh ơi, mùi nào là bám tỏa tốt, mùi nào là thơm dai, rồi mùi nào dành cho mùa lạnh, mùa nóng, rồi mùi nào là gọi là cao cấp, mùi nào gọi là quý hiếm, rồi bla 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 bla. Nhưng mà nói chung là các bạn yên tâm, Lĩnh sẽ đáp ứng được cho tất cả các bạn những gì mà các bạn mong muốn. Giống như là trong thời gian sắp tới thì Lĩnh cũng rất là mong muốn là những cái video của Lĩnh sẽ có khả năng phần nào đó đáp ứng được những cái thắc mắc của tất cả các bạn. Thì trước mắt thì những video mà Lĩnh sẽ làm thì nó sẽ phần nào ấy là giúp cho các bạn hiểu được nước hoa phổ thông là như thế nào, cao cấp là như thế nào và quý hiếm là như thế nào, và những loại nào là xài cho mùa lạnh, mùa nóng, và những loại nào là nồng nàn rồi hay là mới mát fresh. Và ok, đi ngay vào vấn đề luôn thì ngày hôm nay Lĩnh sẽ đem đến cho tất cả các bạn vẫn là thương hiệu Tom Ford, và đây là một trong những thương hiệu mà Lĩnh nói chung là Lĩnh thấy nó đã cao cấp lắm rồi, từ vì rẻ nhất cũng rơi tầm là 3 triệu ngoài một chai. Và những cái dòng cao cấp của Tom Ford ấy, những dòng đắt tiền ấy, là tất cả những cái sao Hollywood cũng như là tất cả những ngôi sao ở Việt Nam ấy, người ta hay dùng ấy, thì cũng rơi tầm khoảng 13 cho tới 17 triệu một chai. Ok, các bạn ơi, các bạn có khỏe không nào? Trong buổi chiều mà đẹp đẽ như thế này ấy, thì Lĩnh sẽ đem đến cho tất cả bằng một mùi hương mà Lĩnh thấy cực kỳ là tâm đắc, trong khi Lĩnh đã xài được 50ml, từ vì cái chai này nó tầm 100ml thì Lĩnh xài 50ml và Lĩnh cảm nhận được đó, bạn này cực kỳ là tốt luôn nha. Và Lĩnh nói trước, tuy là dòng cao cấp nhưng không phải loại nào cũng bám tỏa tốt, nhưng mà cái dòng này Lĩnh đảm bảo với các bạn luôn ấy, là cái dòng này nó phải bám tỏa bèo nhất, bèo nhất, tại vì cái mùi này chúng ta sẽ xài được 4 mùa, mùa nóng lên cả mùa lạnh đó. Nhưng mà cái bám tỏa mạnh nhất vẫn là mùa thu đông, nhưng mà bèo nhất cũng phải là trên 6 tiếng và tối đa là 12 cho tới 16 tiếng. Ok, và phiên bản của nhà Tom Ford ngày hôm nay Lĩnh muốn giới thiệu đến các bạn đó là phiên bản Ombre Leader Eau de Parfum. Đây, trong cái phiên bản này ấy, thì Lĩnh đã sử dụng được 50ml và Lĩnh cảm thấy rất là tâm đắc luôn. Tâm đắc nhất là ở chỗ là mùi hương rất là độc đáo, cao cấp và độ bám tỏa thì cực kỳ là hài lòng. Nếu như bạn mua một chai nước hoa tầm 3 cho tới 3 triệu rưỡi cho tới 4 triệu rưỡi mà bám tỏa từ bèo lắm cũng phải là 6 tới 10 tiếng, và cao hơn nữa nếu có tốt hơn, trên những cơ địa tốt hơn thì nó sẽ tầm khoảng 10 cho tới 16 tiếng, thì còn gì tuyệt vời bằng nữa đúng không? Trong một cái thương hiệu trong một cái thương hiệu cực kỳ là cao cấp và mùi hương rất ư là cao cấp, thì đây là một giải pháp rất là hữu hiệu dành cho những cái bạn nào ấy mà có cái sở thích là thích nước hoa, sưu tầm nước hoa cao cấp và nghiện nước hoa, thì đây là một nghiện những cái loại nước hoa mà có độ bám tỏa dai và mạnh mẽ đấy, thì đây là một cái loại cực kỳ là mạnh mẽ luôn. Trong phiên bản Tom Ford Ombre Leader thì tất cả các bạn hầu như ai cũng biết đây ấy là một trong những loại nước hoa mang hương gia thuộc rất là cao, và cái hương gia thuộc này là một trong những mùi hương chạy xuyên suốt chiều dài cho tổng thể mùi hương. Thì Lĩnh xài khoảng 50ml chai này thì Lĩnh cảm thấy ấy, cái mùi này cực kỳ là sexy, rất chi là sexy. Và khi mà Lĩnh xịt mùi này đi gym á thì mấy anh trong phòng gym nó là ô mày xịt cái mùi gì mà đĩ thế, oh my god, đĩ, trời ơi, tại sao mày lại dùng cái từ đĩ nha, tại sao không dùng từ khêu gợi. Đầu tiên ấy, khi xịt ra, nếu mà tầng hương đầu tiên ấy thì các bạn sẽ lầm tưởng là mát mẻ, bởi vì ở đây có hoa nhài sâm bắc. Đầu tiên chúng ta sẽ nghe cái hương hoa nhài sâm bắc rất là đặc trưng, cho nên chúng ta sẽ nghe thoảng mát thôi, ngang ngát mùi hoa nhài sâm bắc và nhanh thôi. Thì khi mà hoa nhài sâm bắc vừa cho lên
thì chúng ta sẽ nghe luôn cả hương gia thuộc. Và cái hương này chính là cái hương chạy suốt chiều dọc của mùi hương này. Mình nói cái gì vậy trời. Tức là cái hương gia thuộc này nó là một hương chủ đạo để chạy suốt chiều dọc của cái mùi hương của Tom Ford Opera Leader. Thì trong khi chúng ta xịt ra sẽ nghe mùi hương hoa nhài Sâm Bắc và mùi hương gia thuộc tỏa ra rất là ngan ngát, thơm và có vẻ khá là sexy, khiêu gợi và đẳng cấp. Từ vì chúng ta đang sử dụng một thương hiệu đẳng cấp thì cái sự mà sang trọng thì không cần bàn cãi nữa rồi. Nhưng mà nhanh thôi, tầm khoảng 3 tiếng đồng hồ nữa. Đây là một cái sự mô tả với một cái người trải nghiệm, chứ không phải lĩnh phải xịt ra rồi nói cho các bạn nghe. Tại vì cái mùi hương này nó bám tỏ rất là sâu và lâu và mạnh nữa. Thì khi các bạn xài khoảng 3 tiếng thì cái mùi hương hoa nhài Sâm Bắc nó lại chìm xuống, chỉ còn gia thuộc. Khi đó hoắc hương và hổ phách chen vào cho ra một cái mùi hương cực kỳ là hăng. Hăng ở đây á, hăng có nghĩa là tức là nó sọc vào mũi người ta một cách rất là bất ngờ, không có nồng nặc, thật là dễ chịu, thật là sang trọng nhưng rất là khêu gợi. Cho dù bạn nam hay bạn nữ xài chai này ấy, thật sự nó rất là khêu gợi, đến nỗi mà các anh ấy phải gọi cái từ ấy, mấy ông anh mà mấy ông trai thẳng mấy ông gọi là đĩ, mấy ông xài cái từ là đĩ. Và cái mùi hương này ấy, nếu mà nó là dùng những cái dịp nào thì mình nghĩ là những cái dịp tiệc tùng này, party này, tiệc đêm này, ba búp đồ đó các bạn hãy dùng. Chứ thật sự gọi là đi cà phê hay là các bạn dùng ở nhà, dùng trong văn phòng á, nó rất là ổn. Tự vì cái mùi này rất là đắt tiền và rất là sang trọng, nếu các bạn có điều kiện các bạn dùng chả sao hết. Nhưng mà chúng ta nên dùng cho nó hợp lý nhất. Tự vì nước hoa là một cái nơi bám tỏ đúng nơi, đúng chỗ thì mới tinh tế. Còn chúng ta cũng bố người ta bằng hương thơm thì người ta sẽ không bao giờ cảm thấy là tinh tế tí nào cả, mà giống như người ta đang bị khủng bố mùi hương vậy đó. Ok, thì sau 3 tiếng nữa hoặc 4 tiếng nữa là 6 tới 7 tiếng sử dụng thì gia thuộc, hổ phách và một ít rêu sồi chen vào làm cho chúng ta cảm thấy khi mà rêu sồi chen vào thì chúng ta cực kỳ là khêu gợi. Gia thuộc và rêu sồi chen và lĩnh đang kinh doanh cái mặt hàng này với giá rất là tốt, trong khi những showroom khác người ta bán vẫn là 4 triệu mấy đấy, 4 triệu mấy, gần 5 triệu đấy, 4 triệu 2 hoặc là 4 triệu 6 gì đấy, thì lĩnh vẫn kinh doanh cái mặt hàng này ở mức độ không tới 4 triệu, tức là các bạn sẽ tiết kiệm hơn 500.000 là cái chắc. Cho nên là nếu các bạn quan tâm mặt hàng này thì các bạn cứ gọi ngay cho lĩnh hoặc là cứ add Zalo để lĩnh báo giá và tư vấn mùi hương cũng như xem thêm nhiều mẫu khác ở số 0835627248 nhé. Ok, ngày hôm nay thì lĩnh muốn đem đến các bạn mùi hương này, thật sự là rất là muốn đem đến, bởi vì mùi hương này thơm cực kỳ là lâu, tỏ cực kỳ là mạnh luôn. Yeah. Ok, chào tất cả mọi người, và nếu tất cả mọi người mà thích cái video này, cảm thấy tâm đắc cái video này thì hoặc là các bạn có thấy mùi hương này như thế nào, có giống như lĩnh tả không hay là tốt như thế nào đấy, thì các bạn cứ comment bên dưới, lĩnh sẽ tiếp nhận thêm những thông tin mới về cái mặt hàng này. Và các bạn nếu thích video này thì các bạn like và ủng hộ kênh để của mình nhé, nhấn luôn cái chuông để nhận thêm thông báo của lĩnh về những video sắp tới nhé. Ok, chào tất cả mọi người, bye bye, chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ.